vì sự an nguy của trái đất, vì sự tuyệt chủng của các giống loài. Cho nên hôm nay tôi sẽ mang những con khủng long ra thí nghiệm. Đến khi nào chúng ta vượt qua cái kỷ nguyên thảm họa thiệt hại cũng như là tuyệt chủng của loài người, mình phải nghiên cứu trên những con khủng long. Các bạn nhớ xem hết video để mình tìm ra mọi cách nhé. Bây giờ thì let's go. Trời ơi, sự sống ở kỷ nguyên kỷ Jura đúng không? Có nghĩa là kỷ khủng long. Cái gì vậy? Game có tiếng Việt luôn sao? Hello. Xin chào. I am Semblance. Tôi là artificial intelligence running this simulation. Trí tuệ nhân tạo. Bạn đã phát hiện ra một Ok. Are you prepared? Sẵn sàng. Excellent. Từ âm thanh nhạc này, tôi nhớ là cái game này đã có trên điện thoại rồi. Thì nếu các bạn chưa biết thì các bạn kiếm cái game mà có cái hình này này, Cell 2 Singularity. Thì đây là một game mà chúng ta sẽ gọi là hồi sinh lại sự sống của những cái thế kỷ mà có những cái con sinh vật như là con khủng long nè, rồi những con voi mammoth bla 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 bla. Thì bây giờ mình đủ tiền để mua một con thằng lằn chúa. Ok, thằng lằn chúa của tôi bây giờ có thể sinh sống rồi. Thằng lằn chúa là một nhóm động vật bao gồm tổ tiên của khủng long, chim và cá sấu. Nhóm động vật này đại diện cho một nhánh duy nhất trên cây sự sống. Bây giờ chúng ta qua xem cây sự sống coi. Cây sự sống chúng ta có thằng lằn chúa, khủng long hông chim. Khủng hông chim là gì vậy bà nội? Thằng lằn chúa của tôi đã lên cấp 2 và tiếp tục sạc pin cho nó. Ok, bây giờ chúng ta cần 60 đồng. Bạn sở hữu càng nhiều linh hồn khủng long thì chu kỳ hóa thạch của bạn phải chi trả càng nhiều. Ok, game dịch nó hơi lỏ một tí nhưng mà không sao. Bây giờ mình nâng cấp thằng lằn chúa lên cấp 15 mọi người ạ. A few moments later. Từ từ, bây giờ mình mua một con khủng long hông chim đi. Ok, vậy là ở trên trái đất của mình đã có hai con khủng long rồi. Bên đây chúng ta có thể gọi là gì đây? À, mình mua bên đây, nâng cấp bên đây cho nó khỏe mọi người. Ok, đây con thằng lằn chúa đây. Click vào nó. Mấy con quỷ này nó hơi ồn nha mọi người. Ở chừng nha mày, mấy con này cũng chỉ có một đồng thôi. Ok, bây giờ con thằng lằn chúa của mình hình như có thể tiến hóa được rồi, nhưng mà mỗi lần tiến hóa hình như nó tốn hai cái gì đó. À, nó được hai cái này chứ không phải là tốn. Đột biến gen, sử dụng đột biến gen để nâng cấp các đặc điểm tiến hóa. Oh my god, bây giờ mình có thể đột biến cái con này lên rồi. Rồi ok, và bây giờ là nâng con thằng lằn chúa này lên cấp 15 để xong nhiệm vụ nè mọi người. Rồi, mình mở được một cái viên 800 điểm viên hóa thạch. Rồi tiếp theo là nâng khủng long chim lên cấp 25 này. Few moments later. Ok, bây giờ mình sẽ mua một con khủng long vây kiếm. Mình đã có 3 con khủng long rồi. Nâng nó lên mọi người. Ui, các bạn coi kìa. Ủa, dấu trừ là gì vậy? Hình như là bỏ đúng không? Bỏ chọn, bỏ chọn. Tôi tưởng là xóa con này ra khỏi hành tinh của tôi chứ. Thế là chết luôn á mọi người. Mình lại có thêm điểm đột biến gen rồi. Ngon. Nâng thêm 13 điểm nữa, con thằng lằn của tôi sẽ mạnh hơn nhiều, kiếm được nhiều điểm hóa thạch hơn. A few moments later. Ok, đủ tiền rồi, lấy điểm ADN. Và bây giờ mình được khung chậu sâu tự động hóa thằng lằn chúa. Bây giờ con thằng lằn của mình là tự động kiếm tiền luôn. Bây giờ sử dụng như nào đây? Đây, nâng điểm này lên. Từng 10 điểm để mình nâng cấp mọi người ạ. Oh my god luôn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp con này lên để mình lấy điểm ADN. Sau đó là mình sẽ cho nó tự động con thằng lằn chúa đi mọi người. Một điểm nữa. Đây rồi, thằng lằn chúa tiến hóa. Cho nó cái này, nâng cấp. Bây giờ con thằng lằn chúa của tôi tự tạo đồng tiền cho tôi rồi. Bây giờ chúng ta được một khối Darwinium, sử dụng này để tăng cường kỹ năng và sức mạnh. Oh my god luôn. Đây, nó đi hai chân. Bây giờ chúng ta tăng cường như nào đây? Tiến hành, bạn sẵn sàng nâng cấp mô phỏng. Đây rồi. Sau khi tiến hành nâng cấp thì wow, một quả thiên thạch từ đâu bay xuống. Và mình có được giống loài mới không? Tuyệt chủng mô phỏng. Trời ơi, vậy là tôi mới vừa làm tuyệt chủng ba con tôi vừa nuôi á má. Cái gì mà ác ôn vậy? Nhưng mà đổi lại tôi sẽ được cái gì đây? Hả? Rồi bắt đầu nuôi lại thằng lằn chúa lại từ đầu. Nhưng mà thung lũng trùng sinh lên cấp 2 có cái gì khác không? Nhưng mà ngược lại nó tự động mọi người ạ. Yes sir. Cái này là gì? Nước ép khủng long, thêm năng lượng và thúc đẩy thu nhập nhân 230 phút. Thúc đẩy miễn phí đi. Coi quảng cáo đi. Tại sao tôi phải tốn tiền? Hai cái quặng đó khó kiếm thấy bà nội luôn. Cái gì đây? 4 tiếng mấy mà còn chưa mất. Làm một cái luôn, chơi 4 tiếng mấy luôn, chơi mệt ỉa luôn. Thôi được rồi, 8 tiếng mấy là đủ rồi. Làm một cái luôn, chơi 4 tiếng mấy luôn.
Yeah. Nâng cấp thằng lằn chúa lên cấp 36 mọi người ạ. À. Ok bây giờ mình chuẩn bị mua con hông chim này. Ồ, bắt đầu có những cái nâng cấp xịn sò rồi đây. Hoàn thành nhiệm vụ để mở được cái bảng nâng cấp của nó. Ok bây giờ mình cứ nâng cấp thằng lằn chúa xong nhiệm vụ trước đi đã. A few moments later. Hai cấp nữa. Yes sir. 1, 2 rồi. Chắc chắn là chỉ wow, đá đột biến hơi bị nhiều luôn. Và mình có cái gì nâng cấp cho thằng lằn chúa nữa này. Rồi ok bây giờ mình chuyển qua nâng cấp thằng này mọi người ạ. À. Thằng này lên tới cấp 41 lận. Thằng này chưa có tự động được. Bây giờ mình phải chơi tới khi mà mình tự động được cái con quỷ này. Con gì đây? 18.000. Coi miễn phí luôn. Nó cho mình 18.000 để mình nâng cấp. Nó gọi là tuyệt vời ấy chứ. Ok, bắt đầu khó rồi đó. Bây giờ mình nâng con này lên luôn. Ok, bây giờ mình ra đây đi cho nó dễ nhắc nè mọi người. Mình có thể mua được con này luôn sao? Mua con này luôn. Một loài khủng long mới. Thằng lằn hợp nhất Ankylosaurus. Con này bự đi. Con này chắc là kiểu đỡ đòn này. Nhìn nó cũng châu chó đấy. Ok, bây giờ mình nâng cấp khủng long hông chim cái đã. Yêu cầu gì đây? Yêu cầu này là gì? Ồ, mình yêu cầu được sao? Mình có thể mở miễn phí luôn mọi người. Từ từ đi, bây giờ chúng ta tập trung nâng cấp mấy quỷ này lên cái. Ồ, cái cục gì đây? Ồ, quá trời tiền luôn. Ok, ok, 41, một cái nữa, một cái cuối. Boom, được cái gì đây? 23 điểm đột biến. Và bây giờ mình có thể nâng được cái gì rồi đó. Từ từ, mình thăng cấp được cái này. Nâng cấp luôn. Ồ, khủng long hông chim đã được tự động. Bây giờ mình không cần phải lo khủng long hông chim nữa. Mình có thể thăng cấp cái con khủng long hông chim tốc độ của nó nhanh nghe. Yes sir. Rồi, bây giờ nâng cấp khủng long vay kiếm và nâng cấp con này luôn. Ok, mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp con này tại vì con này nó cho mình nhiều tiền lắm mọi người. Con này chỉ cần lên 18 thôi. Ta đang trong quá trình nghiên cứu mấy con động vật này và tìm mọi cách để hồi sinh. Tại vì cái con trí tuệ thông minh hồi nãy nó nói á là phải nghiên cứu trên những con này để sau này mà có một cái sự kiện tuyệt chủng nào đó thì vẫn có thể cứu được con người. Cho nên là đưa mấy đứa này ra làm thí nghiệm. Ác chưa? Vô khủng long đạo sắp đủ rồi. Boom! Đây rồi. 21 điểm độc biến và mình có thể nâng được thằng lằn chúa. Nâng cấp tốc độ cho thằng lằn chúa luôn. Các bạn coi con thằng lằn chúa kìa, nhảy liên tục. Ok, bây giờ là chỉ còn lại con cuối cùng khủng long vây kiếm, nâng cấp thêm một tí nữa là đủ. Rồi 2 điểm nữa. Xong rồi. Mỗi khi mà chúng ta nghiên cứu xong rồi, chúng ta cho tụi nó nhảy múa trên những quả thiên thạch. Rồi, xong, thằng lằn chúa đã tự động hóa. Thì nó tự động hóa từ đầu rồi mà. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chỉ cần kiếm tiền thôi. Cái cục gì đây? Ồ, đủ tiền luôn. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cho tụi nó một lần nữa. Tao biết tụi bay sinh sôi nảy nở tuyệt vời đấy, nhưng mà ăn quả này đi. Rồi bắt đầu lại từ đầu nào. Bạn mô phỏng thành công các sinh vật 154 con. Oh my god, đổi lại mình mở được cái gì đây? 36 điểm đột biến. Ok, vậy là chúng ta bây giờ có thể nâng cấp được rất là nhiều con luôn á mọi người. Tôi bắt đầu tôi thấy mê cái game này rồi đấy. Ta còn có rất là nhiều trò chơi khác như là các sinh vật đơn bào đa bào dần dần tiến hóa lên thành những cái con động vật. Rồi cái này là các hành tinh, rồi cái này là xây dựng nền văn minh, còn cái này là xây dựng nền văn minh dưới nước, nghe là các hệ sinh thái dưới nước. Tôi nghĩ là tôi phải kiếm mấy cái game này để tôi chơi mọi người. Còn bây giờ thì video đã dài rồi, hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye.